Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị. Hôm nay thì em lại có thêm một chiếc xe Toyota Camry. Chiếc này của em là sản xuất năm 2015, phiên bản 2.5Q. Năm 2015 thì có hai phiên bản. Phiên bản này của em là phiên bản của model 2016, model mới. Mọi người có thể để ý thấy là cái mặt ca lăng và lát nữa em sẽ quay cái đèn hậu, nó sẽ khác một chút so với phiên bản của 2014-15. Chiếc xe này của em màu vàng cát. Biển số Sài Gòn em đã cho rút hồ sơ rồi. Hiện tại thì chiếc xe này của em chạy được 55.000 km ạ. 55.000. Nước sơn của nó thì thật sự là khá là ấn tượng. Sau khi mà em nhận xe ở Hà Nội thì em không nghĩ là nước sơn nó lại đẹp như này. Xe thì em đảm bảo luôn nhá, không đâm va, không ngập nước. Máy móc nguyên bản ạ. Đó. Chiếc xe này màu vàng cát. Màu này thì rất là hợp với những ai mà có mệnh thổ, hoặc là các cô, các chú, các anh, các chị nào mà thích cái màu vàng cát này. Đó. Màu này thì rất nhiều cô chú thích này. Rất là nhẹ nhàng và đơn giản. Màu vàng cát ạ. Chiếc xe này vừa chuyển ở Sài Gòn ra nhé. Em chưa làm bất kỳ cái gì cả, vẫn còn nguyên bản. Một số chỗ xước sát hay là nội thất thì còn rất là bụi bẩn. Lát nữa em sẽ cho đi, sau clip này thì em sẽ cho đi dọn nội thất qua để cho mọi người cùng xem. Đó. Ở trên phiên bản 2.5Q này thì có cái chỉnh ghế này, chỉnh âm lượng và volume mọi thứ ở phía sau luôn. Chương trình giải trí ở phía sau. Đó. Hàng ghế này. Nó cũng còn khá là đẹp. Ở đây thì có thêm rèm chắn nắng phía sau ạ. Các cái vách táp ly cửa này em thấy rất là dư. Đây mọi người có thể nhìn thấy nhé, xe mới ra, mới ở Sài Gòn ra nhưng mà cái ghế này nó rất là dư, gần như là ngồi rất là ít ở ghế phụ này. Đó. Ghế chỉnh điện. Mặt táp lô của chiếc xe đây rất là dữ và đẹp. Nói chung là chiếc này còn khá là mới. Đó. Cần số đấy ạ. Đó. Ở đây có sạc không dây IQ. Tính năng rất là tiện lợi cho những ai mà sử dụng smartphone. Chỉ cần đặt điện thoại vào thôi là nó tự động sạc ạ. Bây giờ em sẽ cho mọi người xem khoang động cơ. Khoang động cơ của chiếc xe này thì vì là đi phố cho nên là vẫn còn khá là sáng, máy của nó khá là sáng. So với những chiếc mà ở chạy ở tỉnh thì chiếc này mà máy còn sáng. Đó. Nó không có bị ố vàng hay là bị đen thâm do những cái ở tỉnh mà các bác ở tỉnh, nhất là ở Quảng Ninh hay là các cái tỉnh mà hay phải chạy mỏ ấy, mỏ than thì máy nó sẽ bị đen. Còn chiếc này chạy ở phố, chuyên chạy ở phố luôn. Đây là ốc chân máy này. Đấy, rất là zin. Mọi thứ em đảm bảo là zin đét 100% luôn cho anh chị nhé. Trên bản 2.5Q thì thêm cái này. Cái này để cân bằng ạ. Đó. Cân bằng thân xe. Khi vào cua nó sẽ ổn định hơn. Đó, máy móc. Rồi thì đến mọi thứ chi tiết ở đây em đảm bảo luôn. Xe còn rất là mới luôn nhá. Còn bây giờ đến mục là được rất là nhiều anh chị chờ đợi và quan tâm. Giá. Giá của chiếc xe này hiện tại thì bên em đang giao bán ở trên thị trường với giá là 820 triệu. 820 triệu cho một chiếc Toyota Camry phiên bản 2.5Q sản xuất năm 2018. Xin lỗi mọi người, là sản xuất năm 2015. Toyota Camry sản xuất năm 2015 phiên bản 2.5Q màu vàng cát, biển số Sài Gòn, giá 820 triệu. Vẫn hỗ trợ vay 70% ạ. Và tất nhiên là nếu như anh chị thật sự thiện chí với chiếc xe này, hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại em đang để trên màn hình, cũng như là có thể trao đổi qua Zalo hay Facebook với tên cá nhân là Song Giang để có thể trao đổi trực tiếp ạ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.